Wow, quá trời quá cao luôn kìa. Wow, quá trời quá cao luôn kìa. Chào bạn. Chào bạn. Chào mừng bạn đến với kênh Sói Sáng Tây Quy. Đó, thì hôm nay mấy đứa có ý tưởng gì mà để làm một cái video gì đó thú vị cho bạn coi không? Có. Em có nè, anh bắt trâu nướng ăn đi. Thằng này trâu cứ cứu nội mày để lại ha. Để tao về tao hỏi lại mẹ tao coi ông cứu nội tao có để lại trâu không. Mấy này tào lao quá à. Bò nhóc chân bắt bò đi. Bò chắc cung của nội mà để lại chứ gì. Em thấy nướng trâu cũng được mà anh. Nướng nguyên con ăn không hết đâu. Lấy cái đuôi thôi. Thôi anh ơi, mình làm cái gì đó có tính sáng tạo đi. Hai mình làm máy phát điện chạy bằng điện đi anh. Đúng rồi đó, khi nào cúp điện mình sẽ dùng nó để chạy. Cúp điện rồi lấy điện đâu chạy. Thằng này ngu gì cũng mà cũng gọi là phát minh đó. Vậy mày ngon mày nghĩ ra gì đó đi. Tao sẽ chế tạo một cái máy bay dưới nước. À đù. Ủa dưới nước mà bay được nữa hả? Ok bạn, theo ý kiến của một bạn là làm máy bay dưới nước thì mình lại suy nghĩ ra một cái ý tưởng đó là làm tên lửa nước. Ok, hôm nay mình sẽ định làm clip là tên lửa nước. Ok. Yeah. Rồi bây giờ anh cần là mình sẽ làm tên lửa nước bằng chai Coca. Bây giờ mấy đứa, mỗi đứa sẽ đi xung quanh đây nhặt mỗi người một chai Coca về. Đứa nào có chai Coca thì được chơi, còn không có chai Coca thì ngồi nhìn nha. Ok, 1 2 3 chạy đi. Chạy đi. Đi đi Coca nha. Ok, đợi chút xíu. Mày ngu hả mày? Chai này chai Mirinda mà mày nói chai Coca. Thường nào cũng này nói chai Pepsi mà nói chai Coca. Ok thôi, không có bà cãi nữa, có cái chai được rồi. Nãy anh nói lộn là chai Coca thôi. Mà giờ có cái chai được rồi. Ok, hôm nay mình sẽ làm tên lửa nước cho bạn này. Thì theo nguyên tắc của vật lý thôi bạn là chất nhẹ không khí đẩy hơi nước lên chứ chất ga đó. Hôm nay mình sẽ vừa sử dụng ga để làm tên lửa nước. Nhưng mà mình xin lưu ý lại là các bạn nhỏ không được làm theo hình thức nha. Tại vì ga thì chất cháy nổ rất là nguy hiểm. Là không có người lớn thì làm cho thì không nên làm, nhớ chưa? Dạ. Dạ. Rồi ok, bây giờ mình sẽ bắt tay vào làm thôi. Tụi bay coi tên lửa nước của tao nè. Tại sao chúng ta mình có ngu đi ta? Có nó tấu hài cũng vui mồi, được đi xem hài miễn phí. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ tiến hành chiết ga qua chai này. Tại vì quá trình này rất là nguy hiểm cho nên mình đã khuyến cáo mình nói các bạn rồi là các bạn nhỏ không được phép làm theo hình thức. Ok. Ok, bạn nào cầm cái chai coi. Em. Rồi. Quá trình chiết ga mình nhắc lại là rất là nguy hiểm cho nên các bạn nhỏ được làm theo nha. Một hồi nữa mình chỉ hướng dẫn cho các bạn này chơi thế nào thôi. Còn chiết ga là mình làm. Chạy lắm mày. Tại đâu? Máy, giờ tiếp tin tục. Tôi lại nhìn nước trái. Quá, wow, đúng bắn tay mua ngoài. Tay mày đúng bắn luôn. Lại đâu? Đây bạn thấy không? Đây. Rất là lạnh. Cái nước nó chảy ra. Ga rất là lạnh luôn cho nên các bạn không được làm vậy nha. Đúng rồi, mình phải làm cho nó thành nước hết luôn mới được nha các bạn. Dạ lạnh quá anh Toàn ơi. Tiếp đến Toàn ơi. Em xin anh em có tới xung quay. Anh em. Phải nói gì đó bình lại mới được mới được. Anh em quay á. Hấp bạn vô có bị gì không anh Toàn? Hấp bạn vô có bị gì? Có lạnh. Có lạnh hay có bị gì? Lạnh chắc em không. Xương nó lâu. Bum. Giật mình. Ờ đã quá. Ê. Anh Toàn rồi anh Toàn. Chúng ta đi. Ờ tao anh Toàn muốn băng rồi. Được nước này. Ôi rất ít nước luôn nè. Trời ơi, nãy giờ như thế à? Không sao, tiếp tục mình. Ôi da lạnh nè trời. Ông băng tay luôn á. Bỏ ra em nó lạnh như gì vậy rồi. Đã. Đá luôn. Ôi, chút vô mấy quyền ngồi thử á, băng đã không? Xuất ra đi hả? Cho mình thấy thấy ra không? Hào xuất ra hả? Anh đòi rửa anh, họ đóng băng luôn anh Toàn. Họ vô khóc luôn. Để chỉ nước rồi, chỉ nước rồi. Mình hôm qua đi mà sao anh nói. Ờ qua. Tớ tớ đóng băng hả? Giống như là ở trong khu rừng băng vậy đó. Ai ạ, xin bình lên bình lên. Nó đóng băng rồi anh Toàn. Nói chị xuống không? Đúng rồi đi. Nó đóng băng thành tuyết luôn mọi người thấy không? Đó, đúng chưa? Ồ, lạnh không? Mát lạnh. Ok, bạn biết ra là đang đấy vô luôn. Nói nhìn nè. Thành tiết luôn rồi. Single bell, xin nó ở đâu anh. Rồi, nghĩ đây như vậy được rồi. Mình sẽ tạm thời chơi như vậy thôi. Các bạn, có lạnh nè. Ui, nhìn cái đuổi nè. Lạnh ông cây đây mình. Lâu. Rất là lạnh luôn nha mọi người. Đây là cái chai ga mình đã chiết ga đây nè mọi người thấy không? Đó, bây giờ đến là chai đầu tiên. Múc cho anh một chai nước trong Coca. Đúng đây, nhanh lên đi.
Ok, bây giờ mình sẽ cho bạn Phong chơi thử một lần nha bạn. Ga này rất là đi hơi nhanh cho nên là mình sẽ cho Phong chơi trước nè. Để ra, bỏ ra. Nè, chế ga vô. Ui ui, lạnh. Đi, 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 đi. Đây nè, chế cho. Em cầm cho. Rồi, anh từ từ, bây giờ đặt úp lại nè. Đây em. Để anh thử nha. 2, 3. Bạn này tôi chưa thử. Ôi, cay quá mọi người ơi. Em chưa chơi nữa. Đây, đây nè. Đây. Rồi. Rồi á. Rồi rồi, đúng rồi. Từ 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 nha. Từ từ nè, sẽ sai chứ, sai chứ, sai nha. Rồi, ốp lại, 2 3, ốp lại. Anh ơi chơi nữa đi, em chưa được chơi. Công nhận nó ba đã thì các bạn ơi. Nó ba cao mà trên trời luôn. Em cũng muốn được chơi nữa. Ok thôi, để anh chiếc cho, không được chiếc lại đâu. Chiếc lại không được, để anh chiếc cho. Ok mọi người, do các bạn nhỏ thích chơi quá trời luôn. Hồi nãy á, mình chiếc hai chai ga lớn ra là mình chơi được có hai cái thôi. Bây giờ còn một cái cuối cùng này mình sẽ chiếc ra cho một bạn chơi nữa. Tại vì cái này chơi rất là tốn kém luôn. Một chai ga thế này á là 18.000. Mà chơi được có một chai à. Đó. Thôi để vô cho. Ai đây cũng đang chở trơn trời. Nó nguy hiểm lắm, chứ lại độc hại. Thơm. Ok, rất là nhiều bạn muốn chơi cái trò này luôn. Nhưng mà ga có hạn bây giờ. Đứa nào u xì đây, u bế đây. Đứa nào u bế thắng rồi đó được chơi nha. Nha, nhiều ga, ít ga nhiều bế nha. Ít ga vậy, 2, 3, ít. Ừ, em chơi gọi em được chơi. 2, 3, ít ga nhiều bế. Ít ga rồi, hai người này, hi xùm. 2, 3. Rồi, bây giờ tới được chơi nha. Yeah. Ok, bây giờ tôi cho nó cho Ti đi. Em cứ đưa đây. Chai nào? Chai này nha. Đây, nè, Ti bây giờ cầm đây. Nè, cầm nó lại cho ba. Dạ. Đó. Đây, xuống đây. Thử cho chơi nào. Không được buông ra nha. Để xin đất nè, để gió bài lắm. Quay đi cho chứ. Đó, nó phỏng đó, nóng đó. Nó lộn lạnh chứ. Dạ anh em chơi bất chờ nha. Rồi cầm lên, không được bẫy nha. Thôi lật ngược nha, đưa ra cho anh. Từ từ nha, chấm lại. Từ, hai bài, rồi chấm lại, chấm xuống. Wow, quá trời ba cao luôn kìa. Wow, quá trời ba cao luôn kìa. Ok, tiếp tục xẻ bông sen. Ít ga nhiều bị. Không, xẻ bông sen đi, cho dễ nè, ít ga nhiều bị nha. 2, 3. Rồi, giờ là bây giờ chưa được chơi nha. Ê, buồn hả, làm gì vậy? Em buồn quá anh ơi, thôi em đi về đây. Em không được chơi luôn rồi. Tụi bay coi tao chơi nè. Ok, bây giờ cầm cho anh coi. Cầm cho anh nè. Đây, để anh. Rồi, chuẩn bị nghe thôi. Cầm bằng băng nè, cầm nè, anh gái bấy nè. Anh kêu búi luôn nha. Úp xuống nha, 1, 2, 3, úp xuống. Oh! Ôi trời ơi, tới kia luôn kìa, chạy lượm chạy cho anh ơi. Rất là xa luôn nha mọi người. Thì nó bay tầm khoảng là 30-40 mét luôn. Lên trên cao, rất là cao luôn mọi người. Đó, rất là đã luôn. Thôi rồi, bây giờ về nha mấy đứa, xin tiếp. Thôi, mấy em chơi chơi, mấy em chơi. Thôi sao vậy? Vậy bây giờ chơi là cuối cùng nha. Dạ. Ok, là cuối cùng phải không? Nhìn nó đã quá, em nhìn thôi cũng được nữa. Em cũng vậy đó anh. Em muốn được chơi một lần. Ok các bạn ơi, mình đang chiết ga ra cho bạn chơi thêm một lần nữa. Tại vì hôm nay đúng là kinh tế có hạn thiệt, mình không còn được nhiều tiền nữa. Cho nên đó là mình mua được có 3 chai ga thôi. Các bạn chơi thì các bạn chơi không có đã, các bạn không có thích đó mọi người. Hôm sau nếu bạn nào ủng hộ mình sẽ làm cái tên lên nước khổng lồ siêu to luôn. Chịu không mấy đứa? Chịu. Ok. Thấy sao chưa? Quay lại nè. 1,
2, 3, up luôn. Ôi, trời ơi. Cái gì vậy ông ơi? Là. Cái thằng này mày được chơi mà như vậy đó. Tao bốn cái, cỡ mấy chục mét này bốn cái có hai hước à. Mà vậy thằng ngắn cái gì cũng ngắn. Anh ơi, hồi cho em cầm cái chai che bay em lên trời luôn nha. Ừ, qua đi và mặt mày chết. Trời ơi, thêm một người biến ngắn nữa rồi. Đây, bây giờ lần cuối nè. Anh sẽ là chú nước coi nè. Chưa. Thiệt là cười bóp. Thì ra của anh cũng ngắn như vậy. Ok, anh có chị đã không? Đã. Hay thế nào, hôm sau mình sẽ làm một cái tên lượng nước bên lớn luôn ha. Yeah. Ok, ok mọi người, đó thì tem xói xám tụi mình sẽ kết thúc cái clip làm tên lửa nước bằng ga đây. Hẹn mọi người đến theo nha. Mọi người thích video này hay thú vị, hãy cho mình một like và nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bye bye.